Trở lại thầy, đây là ngôi làng Lan Anh. Rồi quay lại thầy. Đây là ngôi làng tới tới rồi, tới rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là làng Lan Anh, cũng là ngôi làng của tiên cá. Mà bây giờ chỉ có mình Leon ở đây thôi. Leon về lại nơi đây. Mang chương dịch thầy ơi. Không thầy đứng đi đợi đi, thầy đừng có thầy đấy bơ, lâu lắm rồi đuối lắm rồi đừng có bỏ thầy đó. Người ta đuổi rồi kìa. Người ta không cho vô rồi kìa. Thầy đứng đợi chú đi. Đứng đợi chú đi sư phụ. Mình bơi gần gần chút cho dễ quay phim được không anh Đại Phật?